ung thư gan các bạn gây rất là gì, các bạn xoáy vô cái bạn dậy cho cái lớp cắt là phải sáu điều cái slide để mọi chị học 10-12 ra cái slide học hiểu chết bài này ghê lắm á, bài này lớn lắm nha, đó học ngắn ngắn thôi đó. Ung thư gan gặp chức năng biên giới thì nam nữ là thứ hai thì biết vậy nha, thì nó cũng quan trọng lắm á, ung thư quan trọng lắm, chết người đó nha, đó đồ là hai gì đó, nam nữ nam nhiều nam rất nhiều, ung thư gan là đàn ông mà là đàn bò. Rồi nó cái gì mấy người ba người rồi đi đâu ba người lớp thì là quý lắm mẹ lên ba người rồi 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 đây nè tuổi ha thì thế tuổi càng nước là cái này càng trẻ càng trẻ nước thì tệ là gì mấy nước mà bị viêm gan thì cái gan gọi là đây cái ung thư gan thì nhớ cậu nha, nó liên quan đến viêm gan B và viêm gan C. Đây C B C là những người mà bị viêm gan B mãn tính á, tức là mình bị viêm gan ngoài hoặc là C viêm gan bên ngoài cũng được nha. Đây viêm gan phải hoạt động 12 năm sau với ung thư gan, 12 năm sau với ung thư gan cũng có thể cái người không có thì 80 cánh thôi thì 20 cánh còn lại là đương nhiên ung thư gan biết đâu họ nhé, cái đó là nguy hiểm nha. Rồi bây giờ sao để mà không được nghĩ sống của sao hai cái cuộc kiếm đây là một cái ung thư xấu nhất của người ta, ung thư nhanh rất là khỏe sống lâu cũng như là nhiều cơn học ung thư nha, ung thư nhanh tốt, ung thư đại tràng cũng tương đối tốt đúng không, ung thư còn xấu hơn và xấu hơn và ung thư gan còn là ung thư xấu nhất, không được nghĩ là đưa luôn điều trị đi còn tái phát nữa xấu nhất trong các đó, không được nghĩ sống sau này để thấy tôi sống 9 tháng, 10 tháng, tôi sống 2 tháng cộng lại không hết. Rồi, đây quan trọng nè, ung thư lớn gấp 2 lần sau 3 tháng có nghĩa là sao? Cái bệnh nhân mình, cái mỗi 3 tháng mình nên đi siêu âm là những người bị ung thư, đây, những người bị viêm gan hoạt động, những người này những người có nguy cơ, nguy cơ bị ung thư gan thì mình làm gì? Mình tầm soát ta bằng siêu âm. Đây, cái câu này quan trọng đến gì? Bây giờ mình bị nhiệt đối ta làm thì đó là cái trung tâm quản lý bệnh nhiệt viêm gan cái gì ba tháng là siêu âm thì là bà có chỉ phát hiện u bự, tại sao vậy chị, là bác sĩ siêu âm nhìn ra là các bác sĩ hồng anh học kỹ giỏi này đúng không, siêu âm nhìn ra để ta ba tháng sau bự u lên tội bệnh nha, ba tháng trước nó có rồi nhìn ra ba tháng sau bự lên là tội bệnh đúng không, nó lớn lẽ vậy nó lớn gấp đôi trong ba tháng mà không thì nhớ cái cách kiểm nha, học hành cái đàng hoàng rồi đó. Đây, chuyện thứ là cái gì? Chúng thư gan bệnh hồ, chúng thư gan bệnh hồ nha. Tại chuyện thứ quan trọng là gì? Đau bụng trên phải là mình đang mơ hồ vậy. Thấy không? Nhưng mà cái đau, đau thì đại tràng nó đau lên, nó hắc xì gan cũng đau, cũng đang sốt rồi. Những điều mà cái đau, đau khổ ghê thì mơ hồ lắm. Mơ hồ là nguy hiểm lắm. Thành ra, đây, có nhiều người không có đau gì hết, mà đụng cái xưa phát hiện ra là cái điều may vô cùng. Ha. Còn nếu trường hợp nha, như là trẻ nè, nhập viện thì đau bụng khó thở và ra phụ nữ thì làm gì sao gì, thì như là này nó sẽ chết. Thì mình không nói gì, mình nói nhập sớm nha, thì là không chữa được, không có trị được. Nè, cái này là cái làm khổ lắm, chỉ là suy gan làm trị được, hay là xuất huyết, rồi bị xuất huyết u nó lớn rồi vỡ luôn xuất huyết luôn, hay không gì, hoặc là trẻ đường học nè, cái chuyện gì, thì là gì bạn cũng có thể là sớm thì sớm không cao gì hết. Đau hồ đây và như vậy thật hạn suy gan thì nếu suy gan nó bị hư thì suy có gì mình có chảy máu dưới da vàng da bụng vàng suy gan nhớ nó nặng vậy đó có khi nó nhẹ hiểu đó mà mình máu cái nhẹ là mình chưa gì chứ phát hiện nhờ gì tầm soát bản gì bằng siêu âm để bộ nó sẽ có hoạt động lắm đây nhá. Bây giờ muốn chẩn đoán cái ung thư này thì mình phải chẩn đoán cái này chứ cũng không muốn cái này cũng đặc hiệu được đâu, đặc hiệu còn phải cái ung thư thôi, còn mình để đây sẽ chỉ chức năng gan, gan có chức năng này chức năng đông máu đông và chức năng gan để học luôn tiền gì tiền hai mươi b và c tại vì mình phải được năng có nhiều hai con này nhé. Bây giờ chẩn đoán cái gì đó thấy chưa, bây giờ bệnh mơ hồ thì
tính toán thì nó nằm số anh chị đúng không? Có hồ là chị sẵn luôn không? Ta nói là hiếm khi sẵn luôn đúng không? Thật là thế thể là vậy là bạn gì? Hình ảnh học tôi không sợ nó đưa được hình là suy vọng thấy không? Thấy u trên mặt nhưng mà chẳng nói được cái vùng nhỏ thì chẳng nói này thì rất rõ thì cũng biết là thật thì bản thân muốn thiệt hay là muốn lạc hiểu không? Quan trọng nhất là gì? Thì chúng ta cái lớp là thì nó học chọn lựa thấy chưa? Tức là trong cái game là phải là hình ảnh học bằng CD câu đó là tập tập liếc theo trong số phận nằm bằng gì? Sư lòng quá giỏi rồi trong số chủ thì nằm cái gì? Tổng tử biết là sư lòng được tổng tử còn này là gì? Suy tư cũ rồi không cần cái này thấy chưa? Này số 1 là mã cái này suy tư thì anh chị đọc đây gọi suy tư tập tập phim nha đúng không? Rồi đây còn suy thuyết thế nào khi mà suy tư thì bí hết thì phải là suy thuyết chứ không phải là nào suy thuyết tại vì ung thư gan suy thuyết cũ rồi không cần cái suy thuyết không cần suy thuyết ung thư bao tử phải suy thuyết ung thư đại tràng suy thuyết ung thư thực quản suy thuyết ung thư gan không có suy thuyết không cần bây giờ rõ chưa tại vì suy thuyết chính xác chứ đừng cần rồi rõ chưa thì nhớ ha rồi đây chưa không u gan này không thấy được cái chơi gì ha đây CT đây biến hình thì bắt thuốc nè phát thuốc này nè bắt thuốc này bây giờ bắt thuốc nè bắt thuốc nè đó các đứa điện thoại hình này cô gái đi chơi đi bự quá tại vì bự quá nên bự nhìn nó khó khó lắm nha rồi đặc điểm là gì để đến học bắt thuốc thì có mặt và thải thuốc thì được cửa nhớ kỹ từ cửa thì ra thì bật cửa là mặt nè đúng chưa thải thuốc nè thì bật cửa nè thải thuốc khó mở không thì đang học biến hình bắt thuốc thì là cái biến hình là còn nhớ không nói gì nha biến hình nha rồi đây bắt đầu cái đoán của hiệp hội ung thư gan Hoa Kỳ thì cái nghiên cứu này đã nói những cái vụ này u gan trên một số mét là gì u gan dưới một số mét là gì u trên một số mét là gì tổn từ không và là tổn từ không thấy chưa gì ha tổn từ ha việc phát đồ điều trị nha, không bị chẩn đoán nha. Phát đồ chẩn đoán ung thư gan nguyên phát của hiệp hội ung thư gan Hoa Kỳ năm 2010 quốc tế xài. Thấy không? Nè, ung thư gan đi chụp cắt lớp điện qua tổng hợp bốn thị, tức là thiền thừa, thiền gì, thiền động mạch, thiền tĩnh mạch, thiền máu mạch. Ba hai điều chỉnh được rồi nhưng mà quan trọng nhất bốn thị biết chưa? Biết thấy chưa? Đó. Hoặc là tổng thương từ CT không được tổn thương. Đây bắt thuốc và thải thuốc thì được tổn thương chưa? Những người có bài ha. Còn ra rồi thì là gì? Chẩn đoán. Ung thư gan thì đâu có nói CT đâu. Cái nè mấy lần làm được bí luôn thì CT. Nhiều CT là đâm kim gan thì tìm được cái bào và CT không cần. Ha. Rồi thì bây giờ bắt đầu chẩn đoán chưa? Phát đồ điều trị chọn cơ hội luôn. Thì giờ tức là nói chung là nhớ vậy ung thư gan nếu còn ở một chỗ thì điều trị là cắt gan thế mà nói ở Việt Nam cũng phương tiện khác đâu có không xa cái gì đâu vậy là nếu như bạn thì bạn cũng giỏi cắt được là cắt gan đây là cái hướng dẫn điều trị của hiệp hội ung thư hiệp hội bệnh gan của châu Á Thái Bình Dương thì mình chỉ có khó nhưng mà mình tây phương nó có cái thái độ hơi bảo tồn hơn mình đại khái thấy không nè u khu trú thì cắt gan hết cắt gan mà nếu không được thì đốt gì vân vân như vậy coi hơi khổ chắc không phải biến gì đâu rồi đây bắt đầu theo bà sư na chỗ mà mình đến nhà ông anh á có cái bệnh viện gan rất là lớn đó nhà tổ chức thế giới luôn thì đưa bắt đầu 210 luôn đây ung thư gan này thì cũng vậy là không là gì nếu rất sớm thì người ta có thể cắt được như là a là u ba cái u thì có thể mình có thể là ghép gan làm đốt ghép gan gan đâu gan những ông chúng ta đưa tiêu chuẩn là sao gan đâu gan ai cho gan đâu gan có gì đã đi Việt Nam ai cho gan đó không chết bằng gan sau sống thì sao sau sống đúng không không phải cho hết phải đặt những cái mong có cái này ha đó đây đốt gì đã quá nhiều bằng trong thành đồ chẩn đoán thì bà sư nào cũng biết là có phát đồ chẩn đoán cái gì thế giới là cái gì số 1 là mã
đoán nhé, chẩn đoán theo góc độ hiệp hội ung thư gan Hoa Kỳ, hiệp hội bệnh gan Hoa Kỳ, bộ phát đồ của châu Á là một đứa bệnh nó cắt gan, bộ phát đồ của thế giới xài là theo châu của Tây Phương nó xài nhiều, là của Barcelona nó là có nhiều cái phương tiện kỹ hơn người ta về đầu tiên á, rắc rối á, các phòng hóa kia nó quá trời luôn, chuyên khoa luôn, còn cái gì nữa đó, ví dụ tất cả những bạn nghe dễ ha, ung thư gan hay gặp không, thằng thằng thì lớn nhất gì Việt Nam đúng không, ở đàn ông sau khi phổi rồi. Số 2 là gì? Liên quan đến HPC. Số 3 là gì? Tầm soát các điểm số bằng siêu âm HP là của chúng ta. Số 4 là cái gì? Chỉ số lên sàn, đau xuống phải, có thể nhà to hết mơ hồ. Số 5 là gì? Xét nghiệm HP của chuyện hành gian BCP, HPC. Thế này học chẩn đoán bằng siêu âm. Và đó là cái gì? Chẩn đoán bằng CT scan. À, chẩn đoán bằng cái gì? Là CT scan. Đấy. Các lưu điểm bán ha. Rồi. Điều trị. Thì ha. Điều trị. Phải có điều trị. Nói chung phải có sơ sài thôi. Nhất là ghép gan biết rồi. Biết điều trị u với đặc sản ba u. Gan đâu có đâu ghép. Biết ha. Rồi số 2 là cắt gan là điều trị. Chuyên rồi cho Việt Nam. Tức là gan còn được cắt. Có thể cắt ăn thì là các một cái mỗi cái gan nhỏ và các đầu thuyền gặp mũi gan lớn hơn để học giải phẫu lại thôi, với việc bị nhiều quá ha, và cắt bên phải bên trái điều gì không phẫu thuật là đốt nhiệt tắc mạch và phá tủy để là điều cần điều trị, đây là điều trị hiện nha, điều trị nặng nha, nha biết sơ ha. Rồi dưới đây cái hình đó, như vậy cắt gan phải còn gan trái, cắt gan trái còn gan phải, cắt gan cắt gì là để làm phẫu ha. Rồi hết ở về coi bài này cũng như tụi cũng như học bỏ mấy bài cái gì đó học đó bỏ nghĩ về này đi về coi thì coi nhé.